Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng thì em Nam Bin xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý vị và các bạn. Một lời chúc thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn luôn gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Như quý vị anh chị đã thấy thì sàn ô tô Mỹ Đình của em Nam Bin đang chật kín xe rồi. Nhưng một nửa trong số này em Nam Bin đã bán rồi. Và đơn cử như cái clip em lên cách đây 2 ngày thì em đã bán được 3 xe cho ba bác đã theo dõi kênh của em. Vừa sáng nay thôi thì em đã bàn giao chiếc Peugeot 5008 màu đỏ model 2022 phiên bản Allure cho chú Cường đến từ Bắc Ninh. Đêm qua chú tâm sự là đêm qua chú không ngủ được và chú vào xem kênh thì thấy có chiếc xe Peugeot 5008 màu đỏ đúng ý, đúng mệnh và rất là đẹp mắt. Thì ngay hôm nay chú đã gọi điện cho em và hẹn đến xem xe và mang xe, phun tiền mang xe về luôn rồi ạ. Đó, khi mà các bác đến xem xe trực tiếp gặp em Nam Bin thì chắc chắn là kiểu gì cũng mua được xe mang về thôi. Nên là giá trên đây em báo thì vẫn còn có thể thương lượng cơ mà. Tại sao các bác lại cứ nói là em chào giá cao nhưng mà em vẫn bán được xe? Đó, quan trọng là phải đến trực tiếp cửa hàng xem xe gặp em Nam Bin thì kiểu gì cũng mua được xe thôi ạ. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho quý vị anh chị những cái chiếc xe hiện tại đang còn nhé, còn tại sàn ô tô Mỹ Đình mà những chiếc xe em chưa bán, thông tin chi tiết cũng như là báo giá chi tiết về những chiếc xe đó. Chiếc xe này là chiếc Suzuki Swift phiên bản 1.2 GLX, sản xuất và đăng ký 2020. Xe thì mới chỉ lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi, màu đỏ, nội thất đen. Nội thất của chiếc xe này vẫn là nguyên bản ghế nỉ. Chủ xe thì vẫn giữ nguyên bản toàn bộ chiếc xe như mới luôn. Giá cho chiếc xe này là 460 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Đó. Những chiếc xe như này thì bên em đều có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Tiếp theo, chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất và đăng ký 2020. Chiếc xe này một chủ mua mới sử dụng từ đầu. Bản Premium, bản máy xăng cao cấp nhất. Màu trắng, nội thất ghế nâu. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh được 5 vạn 1 km thôi. Đó. Màu trắng rất là đẹp và rất là hot. Thời điểm này Santa Fe cũng đang rất là hot nha mọi người nhé. Có chiếc nào về là em đều bán luôn chiếc đấy. Thì chiếc này em sẽ để cho quý vị anh chị với mức giá là 879 triệu đồng ạ. Và đương nhiên là vẫn còn thương lượng nhé quý vị anh chị nhé. Đó. Ở đây thì em nói qua một chút. Chiếc Mazda CX-5 Deluxe 2021 này em đã nhận cọc của khách hàng rồi, đang chờ hồ sơ. Xe chạy 4 vạn và em bán cho khách hàng là 675 triệu bao sang tên chính chủ. Đấy. Nếu như quý vị anh chị nào mà có nhu cầu tìm một chiếc xe như này thì hãy liên hệ số hotline trên màn hình cho em sẽ tìm xe cho mọi người. Và nói thêm về CX-5 thì em đang về một chiếc CX-5 Mazda CX-5 2.0 Premium 2021 màu trắng, lăn bánh đúng 29.000 km, tức là 2.9 vạn, full lịch sử bảo dưỡng. Và chiếc xe đó thì em có nhờ bên cố vấn dịch vụ của Mazda check lịch sử thì chiếc xe đó mới chỉ bảo dưỡng rất là đầy đủ và sơn si chỉ có một lần sơn nhẹ thôi. Đó, sơn bảo hiểm. Chiếc xe đó thì ở clip sau khi mà xe về thì em sẽ làm một cái bài chi tiết về chiếc xe đó cho mọi người. Mazda CX-5 trắng và đỏ đợt này đang rất là hot và nóng ở trên thị trường. Đó. Nên là em về được chiếc xe này chất, nếu như các bác mà có nhu cầu thì hãy điện luôn cho em đi để có thể sở hữu được chiếc xe đó. Còn đây là chiếc Honda CR-V G. Chiếc xe này cũng vừa cập bến sàn ô tô Mỹ Đình xong thì khách đến luôn và xem xe luôn, đặt cọc luôn và cũng chờ hồ sơ để lấy xe. Màu xanh này là màu xanh ô liu nhé mọi người nhé. Ở trong bóng tối này thì nhìn rất là giống màu đen, nhưng khi chúng ta đi ra nắng thì nó là một cái màu xanh ô liu rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe này là Honda CR-V G 2018. Xe chạy được chưa đến 4 vạn km. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, rất mới ạ. Đợt này thì nhà em sàn ô tô Mỹ Đình săn được những chiếc xe km cực kỳ ít và xe rất là chất. Và đây cũng là một chiếc xe mà khi mà vừa mới chỉ cần chụp ảnh lên thôi, chụp bộ ảnh xong đăng lên Facebook thì đã có một anh khách đến từ Hải Dương đã theo dõi em Nam Bin rất lâu rồi và hẹn đến xem xe. Và anh ấy cũng chỉ cần một vòng lái thử và đặt cọc luôn, cũng đang chờ hồ sơ đó. Phía trong đây thì em có một chiếc Kia Sorento nữa. Đây là chiếc Kia Sorento
2.4 GAT bản tiêu chuẩn máy xăng, sản xuất và đăng ký 2019. Chiếc xe này chạy được hơn 3 vạn km, màu trắng nội thất kem. Và giá của chiếc xe này là 590 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Phía trong đây thì em có một chiếc xe khá là hầm hố, cao to và rất là thơm về giá. Toyota Prado 2017 bản TXL, chạy được 11 vạn zin và trang bị ngoại thất là màu đen, nội thất cũng là màu đen. Chiếc xe này biển số Hà Nội và em để cái giá tốt nhất cho quý vị anh chị về chiếc Toyota Prado 2017 này là 1 tỷ 380 triệu, đúng 1 tỷ 380 triệu cho chiếc Toyota Prado này. Peugeot, nói về Peugeot thì vừa rồi em đã bán được 3 chiếc Peugeot, một chiếc 5008, một chiếc 3008 bản Active 2021 và chiếc Peugeot 2008 GT Line này 2021 này em cũng đã nhận cọc của khách hàng rồi, mà chị khách còn hôm qua bị tắc đường còn không kịp đến để xem xe và làm thủ tục đặt cọc, nhưng mà chị ấy đã chuyển cọc online cho em 5 pin, sau đó em làm hợp đồng đặt cọc và ship đến cho chị ấy rồi ạ. Đó, Peugeot 2008 GT Line 2021 em đã bán rồi, chiếc màu trắng này em đã bán rồi. Nói về Peugeot thì em đang về thêm một chiếc 2008 như này, nhưng mà là sản xuất 2022, màu trắng, chạy đúng 1 vạn km nhé quý vị anh chị nhé. Giá của chiếc xe đó là 720 triệu ạ. Tiếp tục nói về Peugeot thì em lại đang về một chiếc 3008 phiên bản GT Line sản xuất 2022, chạy có 9.000 km thôi. Xe là bản cao cấp nhất và sản xuất 2022, màu đỏ nhé quý vị anh chị nhé, màu đỏ. Còn ở ngoài kia em có một chiếc màu trắng đang có sẵn tại cửa hàng rồi. Nếu như quý vị anh chị có nhu cầu thì hãy đến ngay cửa hàng 86 Trương Công Danh, sàn ô tô Mỹ Đình để xem xe lái thử. Còn đây là chiếc Hyundai Accent nhé quý vị anh chị nhé. Hyundai Accent phiên bản 1.4 ATH bản đặc biệt máy xăng, sản xuất và đăng ký 2021, lăn bánh được hơn 4 vạn km. Chiếc xe này màu đen, nội thất kem. À, giá cho chiếc xe này là 465 triệu đồng ạ. Honda CR-V này thì em đã nhận cọc rồi này, nhận cọc làm banh rồi này. Đến với chiếc Kia Sedona, chiếc xe này là phiên bản 2.2 Luxury, sản xuất và đăng ký 2021, màu đen, nội thất kem, lăn bánh 5 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Chiếc xe này thì em sẽ để cho quý vị anh chị với mức giá cực kỳ tốt này, 945 triệu, đúng 945 triệu cho chiếc xe này, Kia Sedona. Chiếc xe này là em đã hạ giá rồi nhé, 945 triệu thôi, đúng 945 triệu em bán luôn. Đó. Em bán thu tiền về để em mua xe khác phục vụ quý vị anh chị. Còn đây là chiếc Toyota Camry 2.5Q, sản xuất và đăng ký 2020, xe biển số Hà Nội em đã cho thu hồi rồi. Chiếc xe màu trắng, nội thất kem và lăn bánh được 5 vạn km, cũng full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Cái đuôi gió này là chủ xe lắp thêm này, nếu như quý vị anh chị không thích cái đuôi gió này thì em sẽ về zin, sẽ bỏ cái đuôi gió này ra cho mọi người, mọi người cứ yên tâm ạ. Giá của chiếc xe này là 950 triệu nhé quý vị anh chị nhé, Toyota Camry 2.5Q 2020, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và đây là chiếc Peugeot màu trắng 3008 em vừa nói tới. Chiếc này là phiên bản GT Line cao cấp nhất này, sản xuất và đăng ký 2022, lăn bánh được 2 vạn km, một chủ mua mới sử dụng từ đầu. Biển số của chiếc xe này là biển tỉnh, tỉnh Bắc Giang, em đã cho thu hồi và rút hồ sơ rồi. Màu trắng, nội thất nâu, bản cao cấp nhất thì sẽ được trang bị cam 360 độ này, có cúp điện này, nội thất màu nâu này, nội thất cao cấp nhé. Đó, chiếc xe này thì em sẽ để cho quý vị anh chị với mức giá là 955 triệu. Mua mới của chiếc xe này bây giờ đang là gần 1 tỷ 2 nhé quý vị anh chị nhé. Chiếc xe tiếp theo, chiếc xe này thì em sẽ cũng để cho quý vị một chiếc một cái giá cực kỳ tốt nhé. Kia Sportage phiên bản 2.0D, máy dầu, Signature X-Line, bản cao cấp nhất, màu xanh đen, lăn bánh được 12.000 km. Và chiếc xe này em sẽ để cho quý vị anh chị đúng 890 triệu, 890 triệu cho chiếc xe này. Em đã hạ giá chiếc xe này rồi. Quý vị anh chị có nhu cầu thì hãy đến ngay đi. Đến gặp em Nam Bin nói chuyện vui vẻ thì khả năng em Nam Bin vẫn còn lộc lá thêm chút nữa. Còn đây, đây là chiếc Kia Sorento phiên bản Signature, bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký 2022, màu đen, nội thất kem, biển số Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có 15.000 km thôi, đúng 1 vạn rưỡi đấy ạ.
Và giá cho chiếc xe này thì em sẽ để cho quý vị anh chị với mức giá là 1 tỷ 020 triệu ạ. Đó. Toàn bộ những chiếc xe mà em Nam Bin vừa giới thiệu đến cho quý vị anh chị đều được cam kết chất lượng bằng văn bản, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản và hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không có phạt nguội. Nếu như quý vị anh chị mà vẫn còn lăn tăn về chất lượng của xe bên em, anh chị có thể mang xe đi test kiểm tra bất cứ đâu, hãng hoặc gara tùy ý. Anh chị chỉ việc chỉ định và em Nam Bin sẽ mang xe đi cho quý vị anh chị check test. Đó. Hiện tại thì em Nam Bin đang về được khoảng gần chục chiếc xe nữa, ví dụ như là hai chiếc Mitsubishi Outlander, một chiếc là bản CVT 2022 màu đỏ, một chiếc là bản 2.0 Premium cũng màu đỏ 2022. Một chiếc Mazda CX-5 2.0 Premium 2021 màu trắng 2.9 km. Một chiếc Peugeot 3008 màu đỏ phiên bản GT Line 2022. Một chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line 2022 màu trắng 1.000 km. Còn rất nhiều xe nữa đang trên đường về, thì ở clip sau em sẽ giới thiệu đến cho quý vị anh chị nhé. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị anh chị đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ em Nam Bin. Xin trân trọng cảm ơn.